tiêu hay là tài liệu thì là giống hoàn toàn giống sách thôi, được chưa? Đấy, và tôi đảm bảo là một điều là các bạn dùng cái sách ngoại khoa mới nhất một môn xuất bản cái đây 1 năm 2 năm gì đấy, được chưa? Thì là cũng đã đầy đủ kiến thức, được chưa? Và đi thi sẽ các kiến thức nó chỉ ở trong đấy thôi, được chưa? Còn đây hôm nay các bạn học lý thuyết đây thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn về cái bài thôi nhé, và mình cũng sẽ sẵn sàng để trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nhé. Vậy là lồng ruột là gì? Thì lồng ruột bạn là nói đến là sao, hai cái đoạn ruột ở phía gần nhau nó chui vào nhau và thông thường là sẽ theo chiều nhu động. Đoạn trên sao chui vào đoạn dưới, hay gặp nhất, rất hiếm cái trường hợp là ngược lại, rất hiếm chứ không phải không có, được chưa? Thì hay gặp nhất là cái lồng gọi lồng hồi manh chả. Đây đây là hồi chả này, đây là manh chả. Các bạn nhìn thấy con chuột không nhỉ? Đúng. Các bạn nhìn thấy con chuột Có. không ạ? Ok, nhá. Thì cái lồng hồi manh chả này là lồng hay gặp nhất. Đấy ạ. Thì đây là một trong những cấp cứu ngoại khoa rất là hay gặp ở trẻ con, ở trẻ em ấy, thì thông thường là nó chỉ có ba cái bệnh cấp cứu ngoại khoa thường gặp thôi nha. Một là gì? Là lồng ruột. Bệnh lý thứ hai là gì? Là viêm ruột thừa. Và cái bệnh lý thứ ba là gì? Thoát vị bệnh nghẹt. Đấy, thông thường nó chỉ có ba cái cấp cứu đấy thôi. Đấy, tất nhiên là các bạn sẽ thấy những cái bệnh lý nó không liên quan đến ruột, ví dụ như là sao? Hội chứng bìu cấp hay là xoắn tinh hoàn hay là những cái chấn thương của nó gì, đúng không? Đấy, còn đối về mặt cơ bản, cấp cứu ngoại khoa ở trẻ em thì nó có mấy cái đấy, được chưa? Còn những cái tắc ruột cái thứ thì làm sao? Thông thường nó phải có nguyên nhân. Thì cái lồng ruột này nếu như mà không được xử lý thì sao? Nó sẽ gây ra cái bệnh cảnh này gì? Tắc ruột rồi là sao? Viêm phúc mạc, rồi là thậm chí là sốc nhiễm trùng nhiễm độc và có thể tử vong. Thì mà dịch tễ thì người ta thống kê thấy là rất hay gặp ở cái tuổi còn bú, có nghĩa là sao? Xung quanh 2 tuổi. Đấy. Nhưng mà có nghĩa là sao? Và hay gặp, rất hay gặp những đứa trẻ nó bụ bẫm, nhìn nó bụ bẫm một tí. Nguyên nhân vì sao thì hoàn toàn là đưa ra các cái giả thuyết thôi, được chưa? Đấy, về mặt nguyên nhân đấy thì như đã giảng ngay từ đầu ấy, thì cái lồng ruột ở trẻ còn bú nằm ở trong cái nhóm nguyên phát, là sao không nguyên nhân là thực thể cả. Đấy, có thể là do là sao cái nhu động nó rối loạn thôi, mà cái bệnh căn nó không rõ ràng gì cả. Nhóm thứ hai là nhóm thứ phát, là những cái nhóm có nguyên nhân thực thể mà chúng ta đã được biết đến ở trong y văn, thí dụ như là gì, do túi thừa mới kèn chả, được chưa? Hoặc là sao, do những cái trường hợp mà nó đang ruột đôi, được chưa? Hoặc do sao, do polyp trong lòng ruột, có thể nói polyp ruột non hay polyp đại tràng, hay một số trường hợp các cái u ở thành ruột, ví dụ như là gì, u lympho, được chưa? Rất hay gặp các trường hợp là sao, u lympho ở những cái bệnh nhân mà leukemia chẳng, rất hay gặp. Và thông thường cái nhóm thứ phát này các bạn sẽ thấy gặp nhiều ở những cái bệnh nhân mà sao, những đứa trẻ lớn trở lên, những trẻ từ 5 tuổi trở lên. Về cái nhóm mà nguyên phát này, như các bạn đã nói, như tôi nói các bạn ấy là sao, thông thường là sẽ không có nguyên nhân, nhưng người ta cố gắng, người ta đưa ra một số các cái giả thiết để giải thích cái lý do vì sao lồng ruột, ví dụ do thần kinh thể dục, làm sao người ta làm tăng các cái chất mà sao làm gây làm tăng nhu động ruột dẫn đến gây cái hiện tượng lồng ruột, người ta thử nghiệm trên thỏ rồi, chưa từng làm trên người đâu. Giả thiết thứ hai là thiết về mặt là giải phẫu, nhưng ta thấy rằng là ở cái tuổi mà từ lúc 4 tháng đến 9 tháng là sao, là cái sự phát triển của cái manh tràng ấy, đây manh tràng ấy, nó sẽ phát triển to hơn hồi tràng một cách nhanh quá, và cái góc của manh tràng nó chỗ này nó di động, và dẫn đến là tự gây ra lồng hồi manh tràng. Và cái giả thuyết thứ ba là giả thuyết về 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 virus vi trùng, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ lồng ruột ở trẻ em còn bú
hay gặp ở cái nhóm đối tượng là trên nền của viêm mạch mạc treo, hoặc trên nền những đứa trẻ bị lọc, hoặc trên nền những đứa trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp, thì người ta có thể người ta cho rằng có thể là do virus vi khuẩn có đóng vai trò trong cơ chế của chuyển động ruột này. Về mặt cấu tạo của lồng thì đây là một cái hình ảnh mà rất quan trọng các bạn phải phải, phải nhớ đấy, khi học cái bài lồng ruột. Thì đây là một cái hình ảnh của một cái cắt dọc của một cái túi lồng kinh điển. Kinh điển nên là cái một túi lồng gồm có sản phẩm đơn thôi, thấy chưa? Một cái túi lồng gồm có đây là chỗ chuột đây, là đầu của lồng, thấy chưa? Và từ đây đến đây là sao? Là cổ của lồng. Và từ trong ra ngoài thì các bạn sẽ có làm sao? Lớp áo trong này, lớp áo giữa và lớp áo ngoài. Và các bạn sẽ để thấy tên là sao? Đây là cái quai đến này. Đầu trên đấy, quay đến thì cái lòng ở giữa hai cái lớp ở phía trong nó là sao, nó hẹp lại, nó bé lại đấy. Như và các bạn để ý thế là đây là những cái mạch máu, đây là cái gì, đây là cái mặt treo của ruột, và nó kẹp ở giữa đâu, nó kẹp ở giữa cái lớp áo giữa và áo trong phía trong. Vậy như vậy là sao, về mặt cơ chế lồng ruột sẽ gây ra hai cái bệnh cảnh. Bệnh cảnh thứ nhất các bạn nhìn thấy ngay thế là gì, tắc ruột, bệnh cảnh tắc ruột vì sao nó gây hẹp cái lồng ruột của quai đến, đúng không? Và cái bệnh cảnh thứ hai là sao, nó gây ra cái hiện tượng gì, nghẹt ruột, vì sao cái mạc treo, cái mạch máu nó bị ở giữa cái cổ với lồng. Đấy là cái ngắn được khi mình học cái bài lồng ruột này. Và tôi đảm bảo nếu như mà bất cứ một cái sinh viên nào nếu mà học thuộc được cái, nghĩa là mình vẽ lại được cái hình ảnh của cái hình ảnh cắt dọc đấy, thấy chưa? Mình sẽ nhớ được cái cơ chế thế gây bệnh, thấy chưa? Mình sẽ nhớ được cái triệu chứng lâm sàng và biết được cái hướng giải trí, giải xử lý theo sinh viên. Đây là một cái hình ảnh đồng ruột non đấy. Như vậy là gì, vừa nói ra dưới cái hình đấy thì các bạn sẽ thấy là làm sao, đây là hình ảnh hình A này, hình đồng đơn này, thấy chưa? B là sao, đồng kép này. Thì các bạn sẽ thấy là sao, giữa sinh lý bệnh vừa nói rồi nó sẽ có gây ra, thứ nhất là sẽ cản trở lưu thông đường tiêu hóa, thấy chưa? Và thứ hai là sao, cản trở cái tuần hoàn của cái đoạn ruột nó bị đồng do cái hiện tượng gì, nghẹt ruột. Về phân loại, tất nhiên theo nguyên nhân thì các bạn sẽ thấy là sao, có vô căn và có nguyên nhân, là có nguyên phát và thực phát, đúng vậy, tôi đã nói rồi. Thế là về vị trí giải phẫu của cái khối lồng ấy là quan trọng nhất, là các cái điều mà các bạn cần phải phân biệt được ở trên lâm sàng. Và cái trẻ con bú này thì làm sao hay gặp nhất là cái lồng hồi đại tràng. Đây, hồi đại tràng, hồi đại tràng đây. Một số cái lồng của đại tràng này, được chưa? Thì ít gặp thôi. Vì sao các bạn phải phân biệt được mấy cái này? Thì nó liên quan đến chỉ định điều trị, được chưa? Ví dụ nếu mà chẩn đoán là lồng ruột non, có lồng hỗn hỗn tràng hay hồi hồi tràng, được chưa? Đây, cái lồng này là lồng ruột non, được chưa? Thì làm sao? Sẽ không có chỉ định để do mình bơm hơi tháo lồng. Mình chỉ bơm hơi tháo lồng, chỉ định bơm hơi tháo lồng cho những, hoặc là gì, bơm dịch hay bơm nước tháo lồng gì đấy, để cho ba cái thể trên thôi. Về triệu chứng lâm sàng, triệu chứng lâm sàng của lồng ruột các bạn sẽ thấy là nó rất rất điển hình, được chưa? Và thông thường nó sẽ biểu hiện bằng gì, bằng triệu chứng là gì, khóc thét từng cơn. Nó thể hiện là một cái cơn đau bụng cơn của đứa trẻ. Nó đứa trẻ đang chơi thứ bình thường, hoặc đang ngủ bình thường, tự nhiên là sao đau rồi khóc dữ dội, khóc khóc thét lên, và mỗi một cơn đau thế một lúc sau nó lại hết. Đấy thì đấy là cái triệu chứng là sao, đấy là cái triệu chứng gây chú ý mình đấy, nghĩ đến lồng ruột. Vì sao rất nhiều, và tất nhiên là bây giờ thì với cái của người là với cái trí thức bây giờ thì người ta chú trọng hơn những đứa trẻ. Nó trước kia thì tôi thấy là bệnh nhân đến muộn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì là đến sớm nhiều hơn.
Thì vì sao mà nó có cái hiện tượng mà đau bụng cơn hay là đau khóc thét từng cơn như này? À, thì như vậy đã nói các bạn là sao? Là lồng ruột nó sẽ gây ra cái bệnh cảnh của gì? Tắc ruột. Và tắc ruột đấy, thì các bạn đã học từ I3 rồi là nó có gì? Đau bụng cơn. Được không? À, khi mà có cái cơn nhu động, ruột đang cố tống cái hơi cái dịch xuống dưới, được chưa? Thì nó sẽ làm sao, nó sẽ thúc vào cái khối lồng này, được chưa? Và sẽ gây ra sao? Đau khóc thét này. À. Triệu chứng cơn đau thứ hai là sao? Đứa trẻ sẽ nôn ra thức ăn, được chưa? À, nếu mà đến sớm, đến muộn, nếu đến muộn thậm chí làm sao? Nôn ra dịch xanh của mật, hay là nôn ra dịch dịch chống dịch dịch tiêu hóa, dịch phân thì các thứ. Để ra, nếu mà đến muộn nữa bụng trứng căng rồi đứa trẻ tắc ruột rõ. À. Và một triệu chứng thứ ba trong triệu chứng cơ năng của lồng ruột là triệu chứng ỉa máu. À. Ỉa máu là rất quan trọng. À. Các bạn phải khai thác được cái triệu chứng này. À. Một cái đứa trẻ mà đến viện mà có ỉa máu và không có ỉa máu là khác nhau. À. Có ỉa máu thể hiện là sao? Đứa trẻ nó đến đã muộn rồi, và trong khi mà đứa trẻ mà có đại tiện ra máu ấy, thì khi mà mình hỏi mà sao nó có máu đỏ tươi nó khác, máu nâu nó khác, càng muộn thì sao càng đỏ nâu thẫm hơn, và đứa trẻ nếu đến muộn hơn thì có thể gây ra sao tình trạng là bí trung đại tiện. Về khám thực thể thì các bạn phải khám cái gì? Đầu tiên là các bạn phải thăm khám xem sờ thì khối lồng hay không. Đấy, tất nhiên là với cho sinh viên thì để khám được cái khối lồng ruột thì tương đối khó. Đấy, nhưng mà sẽ có những cái dấu hiệu gợi ý nào cho các bạn khi vào thăm khám. Một là các bạn sẽ phải khám khi mà đứa trẻ nó sao, nó ngoài cơn đau, nó nằm yên, nó không khóc. Đấy. Chứ còn đâu thì nếu mà các bạn mà khám trong lúc đứa trẻ nó đang khóc, nó đang khó chịu thì sao, thì không thể khám được, vì sao đấy là khám này bụng cứng như gỗ hết, không nghĩa là sao thủng ruột hết rồi. À, nên là khi đi thi lâm sàng thì tôi mới thấy thì cái bạn nào đặc biệt là I6 sắp được tốt nghiệp mà đứa trẻ hay bệnh nhân đang nói mà sao mình cứ ấn bụng lên lên xuống ấy, thì chắc chắn là thông thường là khó điểm cao được, thấy chưa? Các bạn phải khám kể cả người lớn, thấy chưa? Khi mà người ta đang đang nói, đang gồng bụng lên, thấy chưa? Người ta đang ho, hay người ta đang giận gì đấy chả, thì không khám bụng gì cả. Vì khám đấy chắc chắn là không thể khám được. Thì khi mà sờ cơn đau thì để làm thế nào mà sờ được? Thứ nhất là ngoài cơn đau được chưa? Đứa trẻ có thể đứa trẻ nó đang ngủ được chưa? Mình khám nhẹ nhàng, sờ nhẹ nhàng. Và cái vị trí mà hay sờ cơn đau đấy sẽ nằm ở đâu? Nằm ở dưới gan, hạ sườn phải. Mình sẽ sờ cơn đau, được chưa? Cái dấu hiệu thứ hai, lâm sàng thứ hai là khám cái hố trụ phải rỗng, thì thông thường là sẽ khó đấy, khó khám, được chưa? Và chỉ khi mà đứa trẻ đến sớm thì mình mới khám được. Và một cái động tác rất quan trọng để thăm khám trong đánh giá lồng ruột đấy là mình phải thăm trực tràng, được chưa? Xem có máu hay không để mình tiên lượng bệnh. Và khi về triệu chứng toàn thân thì đến sớm thì các bạn sẽ thấy là sao đứa trẻ nó chẳng thay đổi gì cả. Đến muộn thì đứa trẻ bắt đầu sao nó mệt mỏi, nó mất nước, để cho nó đờ đờ, để cho nó mắt trũng, để cho nó môi khô. Đấy là tất cả những cái gì các bạn đều phải ghi nhận khi mà thăm khám. Nên là sao phải khi mà bệnh nhân vào viện phải hỏi sao cái thời gian bắt đầu xuất hiện, cơn đau từ bao giờ, để cho đấy, nó có nôn chớ gì không này, để chưa nôn hết ra thức ăn thì nó khác, để chưa ăn vào nôn luôn nó hết 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 dịch hết thức ăn trong người rồi, tất nhiên đứa trẻ nó cứ mệt mỏi. Và khi mà đứa trẻ đến muộn thì nó sẽ gây ra các bệnh cảnh như là sao bệnh cảnh tắc ruột rõ, bệnh cảnh viêm phúc mạc này, có kèm theo nhiều máu này. Thì tất nhiên là sao các triệu chứng về tắc ruột hay viêm phúc mạc thì là mình đã học ở cái bài hội chứng tắc ruột và hội chứng viêm phúc mạc rồi. Về mặt là tâm sàng của lồng ruột
thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi một là gì, triệu chứng cơ năng sẽ là gì, đau bụng cơ cơn hiện thể hiện là gì, khóc thét thành cơn, nôn, yểu máu, phải chưa? Thăm khám lâm sàng thì cần phải làm sao, khám xem sờ được cô, sờ cô lòng cô, phải chưa? Nếu đứa trẻ đến muộn thì sẽ biểu hiện bởi hội chứng tắc ruột hoặc là gì cũng như phúc mạc kèm theo yểu máu. Đó. Đấy, về mặt lâm sàng có ai hỏi gì không? Alo. Của em nghe rõ. Về mặt lâm sàng các em có hỏi gì không? Em thấy sao đến muộn này yểm máu thế? Không phải yểm máu là triệu chứng của lồng ruột mà em. Yểm máu là triệu chứng của lồng ruột, được chưa? Thì khi nào nó làm sao, nó yểm máu thì thể hiện làm sao, cái ruột ở khối lồng nó bị làm sao, Hoại tử thế. nó bị hoại tử, đúng rồi, được chưa? Hoại tử sẽ gây ra hiện tượng gì, gì nhỉ, vỡ ra, vỡ khối lồng ra, đúng không? Thì hơi và dịch tiêu hóa thì nó làm sao, nó thoát vào trong ổ bụng, đúng không? Thì mới gây ra hiện tượng gì, viêm gì, viêm gì nhỉ, Vì phúc mạc. viêm phúc mạc. Như vậy làm sao, đã xem viêm phúc mạc sẽ kèm theo cái hiện tượng gì, nhiều máu, hiểu chưa, hiểu chưa? Đã rồi ạ. Có ai hỏi gì về phần lâm sàng nữa không? Coi như các bạn hiểu hết rồi nhá. Ok, vì làm sao cũng thỉnh thoảng phải trao đổi một tí, không thì lại các thầy giảng bài online cứ như là nói chuyện với cả không khí. Rồi sang phần cận lâm sàng. Để cận lâm sàng thì cần phải làm cái gì cho bệnh nhân lồng ruột, khi mình là tiếp nhận một bệnh nhân lồng ruột, mình sẽ làm nhất là thông thường mình sẽ đề xuất một cái gì, kích con bụng không chuẩn bị. Ví dụ các bạn nhìn thấy trên hình đây là hai cái hình ảnh của một cái kích con bụng không chuẩn bị ở bệnh nhân lồng ruột. Kích con bụng không chuẩn bị tất nhiên là sao, phải đầy đủ các cái tiêu chuẩn của kích con bụng chuẩn bị. Chụp hình ảnh ở dưới đây là có cái mũi tên đây, các bạn nhìn thấy lên là cái gì đấy, để khối lồng này này, để đấy, như hành trên là sao, cũng là một cái hình ảnh của cái bệnh nhân lồng ruột và khối lồng rất là to. Tất nhiên các bạn nhìn đây, các bạn chả thể biết cái lồng đâu. Đây giới thiệu các bạn đây, cái hình ảnh trên cái chuột của mình này. Đấy. Như vậy là sao, có thể kết luận này sao, nếu mà trên X quang bụng không chuẩn bị thì cái chuyện mà chẩn đoán được lồng ruột là rất khó. Và sao phải nhớ là sao, thì công cụ chuẩn bị sẽ ít có giá trị chẩn đoán, ít có giá trị. Một số cái hình ảnh nghi ngờ lồng ruột là gì, nó là một cái khối mờ đây, nằm ở dưới hạ sườn bên phải này. Đây này, cái mờ này không có hơi men chả. Tuy nhiên là gì, lồng ruột sẽ có cái con bụng chuẩn bị sẽ có vai trò trong chẩn đoán cái gì, cái biến chứng của lồng ruột. Biến chứng đây là gì, là nếu như mà đứa trẻ mà vào viện mà đã có gì, có tắc ruột rồi, sẽ các bạn sẽ tìm gì, tìm thấy hình ảnh bức bức hơn. Nếu như mà sao vào viện mà đã có viêm phúc mạc rồi, gây ra thủng ruột rồi, thì các bạn sẽ tìm gì, mềm hơn. Nghĩa là sàn đầu tiên là cái con bụng chuẩn bị, thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình một cái câu duy nhất là gì, ít có giá trị chẩn đoán nhưng có vai trò trong gì, chẩn đoán biến chứng. Cái cận lâm sàng thứ hai mà ngày xưa các thầy hay sử dụng, hay chỉ định cho bệnh nhân đấy, nhưng mà cũng tất nhiên nó, cái cận lâm sàng này nó có vừa có vai trò chẩn đoán, vừa có vai trò cho điều trị, nhưng hiện tại bây giờ thì gần như là các cái cơ sở y tế ở Việt Nam hay là trên thế giới như là cũng ít sử dụng. Đó là chụp X quang đại tràng với thuốc cản quang, Paris. Làm sao, người ta sẽ bơm gì, bơm cái thuốc cản quang vào đại tràng,
Để người ta tìm cái hình ảnh của đồng ruột. Cái hình đồng ruột trên X quang đại tràng có thuốc cản quang là hình ảnh gì? Đây, hình ảnh gì? Hình cẳng cua này, thấy chưa? Hình đáy chén thì cẳng bên người ta nhìn thấy hình cẳng cua này. Đó. À. Hay hình khuyết. À. Đó. Giống như cái hình đây, hình là hình cẳng cua rất rõ. Đó. Hoặc đây là sao? Thuốc vào hết cái đại tràng bên trái này, đại tràng gốc gốc lách này, sang đại tràng ngang này và sao ở rừng đây, thấy chưa? À, thì đây khối đồng này. Hoặc như trường hợp này sao? Cái khối đồng nó xuống rất sâu ở phía đại tràng bên trái. Nó chỉ dừng, nó dừng ở ngay đây. Thì hiện tại giờ thì nhấn mạnh lại một nữa là hiện tại giờ thì là cái phương pháp mà chụp đại tràng với thuốc cản quang ấy, để phục vụ chẩn đoán và điều trị trong đường ruột thì gần như là không dùng nữa. Đó. Cái cận lâm sàng thứ ba mà gần như là đầu tay là gì? Là siêu âm. Nói chứ đầu tay thì thấy các bạn thấy là sao? Gần như bây giờ gần như tất cả các chẩn đoán đồng ruột trên cận lâm sàng thì người ta sẽ dựa vào cái gì? Dựa vào cái siêu âm chủ yếu. Thì đây trên siêu âm thì các bạn sẽ thấy gì? Nhất thì trên hình ảnh cắt ngang đây, đây là cắt ngang này, cắt ngang đây, cắt ngang của khối đồng này. Thì các bạn sẽ thấy là sao? Cắt ngang người ta sẽ cắt qua các cái lớp của khối lồng. Thì sẽ có hình gì? Hình bia bắn. Đấy, bia bắn. Bản chất nó là gì? Cắt ngang của các lớp của lồng. Hoặc khi mà cắt dọc, có nghĩa là người ta khi mà người ta xoay cái đầu giò, người ta cắt dọc theo cái chiều của lồng, thì các bạn sẽ thấy gì? Thấy cái hình ảnh này. Ai phát biểu gì không, nếu không phát biểu tắt mic đi nha. Không chưa? Một mặt các bạn có dấu chấm ấy là ai đấy? Tiếp trưởng ơi, một mặt các bạn có dấu chấm là ai đấy ạ? Đấy, thấy các bạn trong lớp có bạn để dấu chấm. Bạn các bạn cố gắng tắt cái tiếng của cái ôn, vì là mình thì mình đeo cái tai nghe vào nên nó sệt sệt rất khó chịu nhá. Khi nào mình hỏi thì các bạn bật mic trả lời. Ok nhá. Thì khi mà cắt dọc qua cái khối đồng thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh đây. Kiểu trong y văn thì người ta nói là gì? Hình ảnh bánh kẹp sandwich. Ở một số sách thì người ta nói gì? Hình ảnh một cái hình ảnh giả thận. Đó. Còn đây thì đây là cái hình ảnh của cái mình thì mình thích cái từ là bánh kẹp sandwich kìa. Chẳng qua là ứng với là cũng là các lớp theo chiều hướng cắt dọc của khối lồng thôi. Vì sao vẫn phải chiềm chiếu hai hình ảnh này cho các bạn xem khi lâm sàng ạ? Các bạn chỉ định cái suông thì không có nghĩa là sao? Bác sĩ chẩn đoán ngày người ta đọc cho các bạn là sao? Là lồng ruột. Thì các bạn biết đây là lồng ruột các bạn. Thì bây giờ ở cái phần zoom ra, khi phần hình ảnh ấy người ta zoom ra, mình xem mình có thấy làm sao? Mình có thấy hình bia bắn không? Mình có thấy hình sao? Hình giả thận giống như này không? Hay là hình bánh sandwich đúng này không? Nếu mà đúng thế thì mình mới được mới 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 mới, mới tôn trọng quyết định người ta được. Hoặc như là sao? Hình rồi ạ. Thì mình ít nhất này phải xem hình ảnh người ta có chụp được cái hình ảnh thực thừa, nó to hay không, nó có thâm nhiễm hay không, người ta có thấy sỏi hay không, ít nhất những cái hình ảnh đấy người ta phải chụp lại được thì mình mới tin tưởng được. Chứ không phải là thưa thầy thì sao, vì người ta đọc ở trên xương là ruột thừa, ví dụ thừa nên em kết luận là ruột thừa không phải. Chỉ có bác sĩ lâm sàng mới được kết luận chẩn đoán. Còn đó bác sĩ chẩn đoán ngành chỉ được kết luận là gì? Hình ảnh gợi ý đến cái gì thôi. Đấy, và để cho bác sĩ lâm sàng mà tin cậy thì làm sao, mình cũng phải biết được cái hình ảnh trên xương nó như nào. Đấy, chứ không phải là chỉ dựa vào cái kết luận để
Ngoài ra trên siêu âm thì các bạn sẽ thấy gì? Ví dụ trong trường hợp này cũng cắt ngang qua để tìm thấy một số cái nguyên nhân của khối lồng. À, đây, ví dụ cắt ngang qua đây, có thể thấy là cái đây cái bulit chẳng. À, bulit ở trong lồng chẳng. Siêu âm này còn có đánh giá về cái kích thước của khối lồng, để chẳng, cái vị trí của khối lồng. Đấy, người ta sẽ đánh giá, có thể những người muốn đánh giá để xem đây là lồng gì, sụt non hay là sao, hồi đại tràng, phải chưa, hay gì, hay đại tràng, đại tràng. Và đánh giá được kích thước của lồng, phải chưa, khối lồng là kích thước là sao, trên 2 cm hay dưới 2 cm hay 3 cm hay 4 cm này. Rất quan trọng những cái yếu tố đấy, phải chưa. Đấy. Và trên siêu âm đánh giá được sao cái sự tưới máu của cái khối, các cái thành của khối lồng. Đấy là đấy là những yếu tố để làm sao giúp ích cho mình tiên lượng. Đấy là. Và mình quyết định cái hướng điều trị cho bệnh nhân đồng hưởng. Ví dụ một cái khối lồng làm sao kích thước mà trên 3,5 cm đấy, trong tất cả các y văn đấy là đều nói đến sao sao tiên lượng sẽ là khó hơn. Này sao một khối lồng mà mình thấy hình ảnh trên hình ảnh siêu âm mà thấy làm sao nó giảm tín hiệu mạch, thành nó không còn liên tục ở các lớp, thì khám bụng mình kết hợp với khám lâm sàng mình thấy làm sao sờ vào bệnh nhân đau chói, thì mình phải nghĩ đến là sao cái khối lồng này làm sao nó có thể là bị làm sao nó bị hoại tử chẳng. Thì cái việc mà mình đặt ra là sao bơm hơi tháo lồng hay bơm dịch tháo lồng làm sao là hết sức cân nhắc. Đấy. Như vậy là sao cái chuyện khám lâm sàng và kết hợp với siêu âm là rất quan trọng. Tất nhiên hình ảnh điển hình thì không nói gì cả, nhưng mà những cái yếu tố mình vừa giảng nhưng trong sách giáo khoa nó sẽ không có đó. Đấy là những cái yếu tố mình phải sao cần phải để ý đấy. Cái cân lâm sàng thứ tư mà có thể để chẩn đoán được lồng ruột đấy là gì, chụp cắt lớp vi tính. Người ta sẽ thông thường người ta sẽ chỉ định cắt lớp vi tính cho những trường hợp như nào, ví dụ những trường hợp mà lồng tái phát nhiều lần thì người ta có thể chụp cắt lớp vi tính để người ta xem xét xem có cái nguyên nhân thực thể không, ví dụ như là gì u ruột non hay là sao polyp hay là sao hay là những cái búi giun thứ chẳng hoặc cái đó hoặc là túi thừa kèn nhỉ. Hoặc những trường hợp mà sao lồng ruột ở trẻ lớn, người lớn đó thì cũng phải lên chụp CT. Hoặc là sao lồng ruột xảy ra ở những trên bệnh nhân mà có bệnh nền, ví dụ như là gì leukemia nhỉ. Các cái u lympho người ta chỉ định một cái chụp CT để người ta phát hiện các nguyên nhân thực thể. Cái cận lâm sàng thứ năm có thể sử dụng để chẩn đoán lồng ruột là gì, là cái nội soi tiêu hóa. Nội soi tiêu hóa thì tôi đang nói đến là cái nội soi gì, nội soi đại tràng. Thì người ta có thể chẩn đoán được và người ta đánh giá được các nguyên nhân, ví dụ như trong trường hợp này các bạn đây soi tiêu hóa ở đây các bạn thấy đây là một cái gì, một cái bolus ở trong lồng ruột. Tất nhiên nội soi tiêu hóa thì sẽ ít được chỉ định trong những trường hợp cấp cứu. Như vậy là sao cận lâm sàng chúng ta trong tay chúng ta chỉ có nói thì giảng các bạn thì có 5 cái phải chưa, mà thực chất nói thì là sao chỉ cần biết là gì, duy nhất một là cái gì là siêu âm. Nhưng mà để chẩn đoán xác định lồng ruột thì sẽ có những bệnh cảnh đã xảy ra. Thứ nhất đứa trẻ đau bụng cơn hay khóc thét từng cơn cộng với cả nôn chớ rất là nhiều, được chưa, cộng như sao mình khám tất nhiên là phải rất là kinh nghiệm khám mà mình sờ khối lồng hoặc để có thêm cái tụ điểm máu. Thì về mặt lâm sàng ngay lập tức nghĩ đến là gì, lồng ruột. Dù là sau này các bạn làm tuyến huyện, tuyến tỉnh hay tuyến trung ương không biết, làm phòng khám tư hay là phòng khám công không cần biết, phản xạ đầu tiên các bạn phải làm sao phải nghĩ đến nếu mà nó có
cái bệnh cảnh lâm sàng như này, các bạn phải nghĩ đến rồi. Còn cái tình huống nữa là sao, đứa trẻ nó không có các biểu hiện nôn chớ gì cả, không mình khám cái năng lực của mình khám không thấy khối nào cả, đứa trẻ nó không hiểu máu, hiểu phân vang, bụng mềm hoàn toàn, nhưng có biểu hiện là gì, đau bụng từng cơn, thì các bạn phải chỉ định một cái chẩn đoán ngay. Cái chẩn đoán ngay đây tại từ nãy giờ phải nhắc đi nhắc lại nó sẽ là gì, là siêu âm. Thì các bạn xem là có hiện tượng gì nồng chuột hay không để chẩn đoán xác định. Nồng ruột thì cần phân biệt với những bệnh lý gì, một số bệnh lý ví dụ nếu quả sờ thì khối nào người hoàn toàn có thể phải nhầm phân biệt với gì, u bụng chẳng hạn, u bụng như là gì, u của thận này, u các u minh mạc thần kinh trong bụng này, các khối u ruột non nước thứ chưa, hai là gì, tiểu máu có thể nhầm lẫn chuyện gì, ví dụ sao chứng lỵ này, hay là các cái viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm ruột non gây ra các tiểu máu này, hay xuất huyết tiêu hóa, hoặc là những cái đau bụng do run. Vậy thì ra chẩn đoán lồng ruột không khó. Vấn đề cơ bản là sao, mình có nhớ đến hay không, mình có nghĩ đến cái bệnh gì hay không. Và ngày hôm nay chỉ hy vọng là gì, trong đầu các bạn sau khi mà học xong và sau khi sau này các bạn tốt nghiệp thành thành bác sĩ, các bạn chỉ cần nhớ cho mình ở đứa trẻ trẻ con này nha, còn bú này là sau này nó vấn đề thế, nó sẽ có mấy cái bệnh cả bệnh lâm sàng ngoại nhi hay gặp, là gì, một là gì lồng ruột, hai là viêm ruột thừa, ba là gì thoát vị bệnh nghẹt. Cái thứ ba là cái mà các bạn sau này các bạn sẽ học cái bài gọi là bài bài gì nhỉ, bài bài các bệnh lý vùng bệnh điều năm I6 được học. Viêm ruột thừa thì các bạn học mãi thì I4 đã được học viêm ruột thừa rồi đúng không. Về điều trị lồng ruột, điều trị lồng ruột rồi bị mất đoạn nào nhỉ em ơi, từ đoạn điều trị. thế mới thôi thì chưa, thì là điều trị tháo lồng sẽ có hai cái hướng, một là phẫu thuật và hai là sao không phẫu thuật bằng can thiệp. Thì cái hướng đầu tiên là điều trị không phẫu thuật hay can thiệp, người ta sẽ được sử dụng đầu tiên chưa? Thì vừa nãy nhắc đến trong phần cận lâm sàng đã có cái phần gì tháo lồng cái thứ bằng gì, bằng thuốc cản quang, thuốc varip rồi. Và hiện tại giờ cái phương án đấy là sao, không sử người ta sẽ thuộc cái baris vào để tiêu chuẩn rất thành công như sao, sống như hơi giống dịch thôi, để ra thuốc baris sẽ vào hồi trả. Nhưng hiện tại giờ này là không sử dụng, cái phương pháp thứ hai là tháo lồng bằng nước hay bằng bằng nước mà cái dịch hay sử dụng sẽ là dịch gì, dịch nước muối sinh lý hoặc người ta dung dịch hát man. Thì là sao cái chuyện nước thường ấy thì hạn chế không được dùng đó, thì gây có thể gây ra hiện tượng gì, nó hấp thu nước vào đại tràng gây ra hiện tượng gì, có thể cô đọng nước. Thì dấu hiệu tháo lồng trên trên X quang hay là trên siêu âm, người ta mình sẽ thấy là sao khối lồng nó tháo ra, hoặc trên X quang mình sẽ thấy làm sao dịch nó làm sao nó sẽ vào ruột non được. Và cái phương án đơn giản nhất và hay sử dụng nhất, người ta sẽ dùng là gì, tháo lồng bằng bơm hơi. Thì làm thế nào mà người ta biết được là cái khối lồng tháo được trên bơm hơi, thì dựa hai cách, một là gì, dựa trên cái màn chiếu
hai là gì, tự nhân xương à. Và tất nhiên là tất cả các phương án đều có thể theo dõi lâm sàng là gì, bụng nó sẽ trứng đều thấy chưa, và làm sao khi mà bơm thế làm sao cái áp lực sẽ giảm xuống thấy chưa, và cái không mình trên lâm sàng mình sẽ không còn sợ cú đau nữa, để trẻ hết đau ăn được đại tiện phân vàng. Đây là cái hệ thống mà bơm hơi tháo lỏng. À, gồm có gì, thứ nhất một cái máy bơm hơi tháo lỏng xi lanh này cha, một cái gì, một cái sông bộ môn, rồi có thể là sông cô lây có bóng này. Thông thường người ta hay dùng nhất là dùng cái, chúng tôi ở Việt Nam hay dùng nhất là dùng cái ống nội khí quản này. Thứ nhất là sao, thứ nhất nó vừa ống vừa lỏng vừa rộng bơm hơi dễ, thứ hai là có cái bóng à, thì nó giữ để không cho hơi nó thoát ra. À, về cái máy tháo lồng này thì là đây máy tháo lồng chả? Hoàn toàn nó có rất nhiều, có rất nhiều loại khác chả? Hoàn toàn có thể chỉ cần sử dụng là gì, cái bóng của cái bộ đo huyết áp và cái bơm huyết áp thôi là mình đã có thể thấy được rồi. Đây là một cái clip người ta tháo lồng ở trên trên xương trên trên màn quang. Đấy, bây giờ xương người ta phải chụp được các cái hình ảnh là đấy của cái cú đồng thì người ta phải kết luận là cú đồng được nhá. À, các bạn để ý đấy là cái đầu giò của cái ông này, ông đặt ở đâu, đặt ở hạ sườn bên phải à. Đấy, thì cái chuyện đầu giò này mình sẽ làm sao đặt đâu, mình thấy cú đồng ở đâu, thấy hình ảnh kia bắn ở đâu, hình ảnh xem biết ở đâu để mình sẽ kết luận được làm sao đó là vị trí ở nòng hồi tràng ống tràng ruột non hay là gì bồi đại tràng. Ở đây đấy, đây là cái khu vực mà tháo lồng này là trong cái hệ thống là có chiếu TX này đấy chưa, à màn quang đấy, người ta sẽ đặt cái sông hormone đấy, cái bộ tháo lồng của người ta sao như cái này thì rất lâu clip từ rất lâu rồi. Nó không khác cái bộ huyết áp, đây là cái bóng này. À, đây là cái đồng hồ dây đấy chưa, à người ta đặt cái sông hormone đó. Đứa trẻ được tiền mê thì ra tiền mê của ta chỉ bơm ít mê thôi à, nó ngủ tí thôi nó đỡ khó chịu thôi, không phải làm sao không cần thiết gây mê. Tất nhiên là sao, nếu một đứa trẻ mà được gây mê thì an toàn hơn rất nhiều thì ra. Ở Việt Nam mình thì ở ngoài Bắc này trong một số các cái trung tâm ví dụ như là sao ở Việt Đức chúng tôi thì vẫn là gì tháo lồng một đứa trẻ làm sao nó gây mê để nó nhẹ nhàng hơn à, mình làm dễ hơn à. Hoặc là gì Vinmec à, tôi làm thêm đấy thì cũng thấy là sao tôi gây mê à, anh Quang à, ở Viễn Nhi hay Sanh Bôn thứ gì này nhiều khi là bố mẹ giữ chân thì rất là nguy hiểm. Đây đấy, đấy hơi sẽ bơm đây hơi hơi màu trong trắng à, trên màn chiếu thì nó sẽ hơi cái màu trắng và màu đen à, in ra thì nó sẽ âm bạc thì nó lại thành màu đen đấy. Đây bóc bóng à, đấy hơi là màu trắng đây à, nó sẽ hiện cái khung đại tràng đen để ra, và các bạn thấy cái khối đen đen này, khối đen đen chính là khối gì, khối lồng đấy à, khối lồng đây à, hơi nó sẽ căng dần cái đại tràng lên, căng lên hiện rõ đại tràng thì hiện ra cái áp lực là sao bơm thì đấy là nó sẽ tăng hơn đấy. Đấy các bạn thấy cái khối lồng nó nhỏ dần lại, nhỏ dần lại để ra à. À, cái đại tràng nhưng mà cô đồng mới chưa tháo được ra, nó cũng còn bé tí xíu xíu nữa à, nó còn bé xíu nữa à. Khi nào thì cái bắt đầu sao hơi nó vào trong ruột non, nếu các bạn thấy cái hình ảnh ruột non nó hiện lên thấy chưa, áp lực của cái đại tràng nó giảm xuống thể hiện làm sao nó có những cái vân vân ở đại tràng này thấy chưa, à, chứng tỏ làm sao cái cô đồng vẫn được tháo. Cái thứ hai là gì, phẫu thuật à, phẫu thuật đấy sẽ được chỉ định trong những trường hợp này ạ.
À, sẽ được chỉ định trong trường hợp khi bệnh nhân đến muộn. À, đến muộn đây là gì? Là biểu nhân có biểu hiện của gì? Viêm phúc mạc hay là gì? Đến muộn nó sốc rồi. Không thể là tháo lỏng à, hoặc là gì nằm ruột bằng hơi mình tháo nhưng mà sao không tháo được à, nó chặt quá không tháo được bơm hơi mãi mà sao tăng áp lực lên rồi mà nó vẫn không thể nào tháo được à, tất nhiên cái chuyện mà tháo lồng bơm hơi cái quy trình như thế cái hình ảnh nó như thế phải chưa, nhưng mà mỗi một bác sĩ mỗi một người nó sẽ có những kỹ năng khác nhau à. Thì sau này các bạn học định hướng học chuyên khoa về ngoại có thể, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn thì về mặt sinh viên thì cũng không cần thiết phải nắm chuyện đấy à. Anh trường hợp mà đồng vật có nguyên nhân thì người ta phải chỉ định phẫu thuật à. Thì phẫu thuật thì có thể là gì mở mở nội soi đây à, đừng bộ thì tất nhiên chăm sóc thứ vật có à, các bạn cũng sẽ xử lý nếu mà có nguyên nhân ví dụ như cái này bolip nó tổn thương rồi sao có thể cắt đoạn ruột đấy, một đôi soi đó. Mình sẽ kéo cái lồng ra à, có ai hỏi gì bài này quá ạ? Có ai hỏi gì bài này không? Alo, mất tín hiệu à? Cả lớp có ai hỏi gì về cái bài lồng ruột này không? Có ai hỏi gì nhỉ? Mạng. Thì nó hơi yếu thì còn hơi yếu xem nhé. Ừ. Ô, có ai hỏi gì không ạ? Tôi nghĩ ra không ai hỏi nó phải trả lời. Cái này mất mạng này rồi. Đợi đi. Nhận tiền 2 tháng 9 này. Hả? Ừ. 2 tháng 9. Alo, có ai hỏi gì không? Để chuyển bài khác nào. Đấy, chắc là không ạ. Là chắc không đâu thầy. Để chuyển lại. Thế thì sẽ chuyển sang bài thứ hai là bài tắc ruột sơ sinh. Ok, cái bài thứ hai chúng ta là cái bài mà hội chứng tắc ruột sơ sinh. Nhất là trong sách đã viết rất rất đầy đủ. À, tôi nói để xem cái buồng chat ấy, có mấy bạn chat rất là hỏi không. Đây. Thế để trả lời có một cái bài câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Bình nha. Thưa thầy, tháo lồng bằng bơm hơi có gây vỡ ruột không ạ? À? Thì hoàn toàn là sao? Có nguy cơ gây ra vỡ ruột để đấy vì làm sao đấy, giả sử như mà cái khối đồng nó đã bị làm sao nó bị đã bị thiếu máu rồi nó nguy cơ nó vỡ nó mình bơm áp lực nó cao quá hả đấy thì hoàn toàn nó có thể vỡ ra giống như là gì giống như mình cái bơm cái xăm hơi xe máy xe đạp ấy. Thế về mặt cơ bản thì làm thế nào để mình giảm được cái nguy cơ đấy thì nó có một số tất nhiên trong cái này trong sách không viết một số cách ví dụ là mình bơm hơi đến áp lực nhất định chưa? Thì mình lại nghỉ chưa? Sao? À, kết hợp với cả dây dây bằng tay để cho khối lồng thoát à. Hoặc là gì? Một số các nghiên cứu người ta trước khi tháo lồng người ta sẽ cho một liều corticoid thì nó sẽ giảm cái tình trạng viêm phù nề của cái thành ruột nó dễ tháo lồng hơn và giảm cái nguy cơ là vỡ ruột hơn. Rồi nha, kết thúc cái bài lồng ruột nha.
Dạ vâng. Thôi thì sẽ giảng nhanh cái bài hội chứng tắc quần sơ sinh thôi, xong rồi nghỉ sớm. Là 3 giờ rồi, chắc là có thể 3 rưỡi. Đấy. Thì cái bài thứ hai các bạn làm một cái bài gọi là hội chứng tắc ruột sơ sinh. Được chưa? Ngày xưa thì trong sách vở hay ghi chữ là tắc ruột sơ sinh. Tắc ruột. Hội chứng tắc ruột sơ sinh có nghĩa là sao? Các bạn phải hiểu là gì? Hội chứng tắc ruột. Được chưa? Xảy ra ở lứa tuổi gì? Sơ sinh. Sơ sinh là bao nhiêu tuổi ạ? Sơ sinh là 30 ngày tuổi. Trong vòng một tháng đầu tiên không bây giờ được. Thì đây là một cái bài gọi là bài đại cương, đại cương của tác của tác dụng sơ sinh. Sau này và ngay cả trong bài này để chưa? Sẽ nhắc đến là sao? Các cái nguyên nhân gây ra tác dụng sơ sinh cho các bạn, và chỉ là gì, điểm danh các cái nguyên nhân gây tác dụng sơ sinh, không phải là gì, không phải là cái bài giảng này, không phải là cái bài giảng nói hết tất cả các nguyên nhân tắc ruột sơ sinh này các bạn. Ví dụ tắc ruột sơ sinh do dị tật hậu môn trực tràng, thì cái nguyên nhân là gì, dị tật hậu môn trực tràng thì các bạn sẽ được học ở năm thứ sáu này, là cái bài dị tật hậu môn trực tràng mình sẽ giảng. Hoặc tắc ruột sơ sinh do giãn đại tràng bẩm sinh chẳng thể cao thể toàn bộ rồi à, thì sẽ được giảng ở trong cái bài gì, giãn đại tràng bẩm sinh à, 56 à. Hoặc một số nguyên nhân như là tắc tá tràng hay tắc ruột non à, thì sau này sau đại học các bạn được. Vậy là gì, bài này sẽ là gì, sẽ là mang tính chất đại cương chủ yếu. Thì tắc ruột sơ sinh thì là một trong những cái cấp cứu ngoại nhi khá là thường gặp ở cái lứa tuổi này. Ở cái nhóm sơ sinh thì về mặt ngoại khoa thì các bạn thấy sẽ sợ nhất là gì? Sợ nhất là các cái vấn đề về đường tiêu hóa. Ví dụ một đứa trẻ mới đẻ ra thì dù là đẻ ở nhà hay đẻ ở cơ sở y tế thì các bạn sẽ thấy là sao? Nó sẽ phải được hút đờm rãi ở miệng, vòng xuống dưới để xem sao lỗ hậu môn các thứ thế nào, được chưa? Rồi sao đưa về mẹ nó để xem sao đại tiện như thế nào. Đó. Đấy. Và một đứa trẻ khi mà nó mới đẻ ra thì cái sinh lý bình thường của đứa nó sẽ làm sao, nó có một cái động tác gì, nó khóc đấy. Và khi khóc đấy nó sẽ nuốt không khí vào đường tiêu hóa và cái hơi dịch ấy, thì khi là y sọ y ba thì bà các bạn đã học rồi bây giờ đấy, nó sẽ lưu thông trong đường tiêu hóa và thông thường mất khoảng 6 đến 8 tiếng nó sẽ xuống đến đại tràng. Đấy. Nó đại tràng như vậy là gì, một đứa trẻ bình thường trong vòng 24 tiếng đầu tiên thì nó phải có hiện tượng gì, bài tiết cái dịch cái đường chất gọi là cái phân su phân su của nó đây là bản chất nó là cái gì, phân su bản chất nó chính là những cái dịch đường tiêu hóa, những cái niêm mạc đường tiêu hóa kết hợp với gì, kết hợp với cái dịch mật. Đấy, các bạn sẽ thấy là đứa trẻ nào trong vòng 24 tiếng đầu tiên cũng phải đại tiện phân su. Đó. Và nếu mà sau 24 tiếng mà không đại tiện phân su thì phải nghĩ đến cái tình trạng là tình trạng gì, chậm phân su trong một số bệnh, hoặc là sao không đại tiện phân su là sẽ phải nghĩ đến gì, các cái dị tật về đường tiêu hóa. Về mặt dịch tế học thì cái tắc ruột sơ sinh khá là hay gặp ở những cái đứa trẻ mà sao có mẹ mang thai lúc mà lấy rồi sao nó bị bệnh hay bị cúm hay bị gì đấy đây là người ta thống kê như thế để và những đứa trẻ mà có tắc sơ sinh thì rất dễ là đẻ non, vì sao đẻ non tí nó sẽ giải thích. Thì hiện tại giờ cái tắc sơ sinh thì
thông thường là sẽ được chẩn đoán trước sinh. Chẩn đoán trước sinh là sao? Bằng cái gì? Thứ nhất là bằng siêu âm. Thì có hai cái dấu hiệu mà rất quan trọng để gợi ý đến một cái tình trạng tắc ruột từ trong bào thai. Đấy. Thứ nhất là sao? Sự giãn nở bất thường của các quai ruột. Có nghĩa là sao? Quai ruột nó giãn. Và thứ hai là sao? Dấu hiệu là sao? Đào ối. Thì tất nhiên sau này học sản các bạn sẽ được nói rõ hơn. Nhưng hôm nay các bạn tạm thời cứ biết đến cái từ đấy á. Để nhá. Hay là gì? Đa ối hay là nhiều ối nào đấy. Thì sự giãn nở bất thường của các quai ruột thì các bạn sẽ thấy trên siêu âm trước sinh sẽ thấy các hình ảnh gì? Ví dụ hình ảnh bóng đôi, phải nghĩ đến tắc tá tràng. Vì sao bóng đôi? Thì là trong tắc tá tràng thì các bạn sẽ trên siêu âm sẽ thấy hình ảnh gì? Một là sao? Cái dạ dày nó giãn, hai là cái tá tràng nó giãn. Đấy à? Do mà trong khi mà đứa mang thai thì trong khi trong bào thai ấy, thì cái đứa trẻ nó vẫn có hiện tượng gì, nó nuốt nước ối mà đấy sẽ hiện tượng là gì, nếu mà thấy cái dấu hiệu bóng đôi các bạn phải nghĩ đến là gì, tắc tá tràng. Cái thứ hai là gì, có thể các bạn thấy hình ảnh quai ruột thấy hình ảnh dịch của bụng hay các cái đám mà canxi lắng đọng được chưa, thì giống như trong cái bệnh cảnh gì, viêm mà bào thai hoặc các bạn sẽ thấy một số bệnh lý khác ví dụ là gì, thoát vị hoành, thoát vị rốn này hay là thành bụng. Thì dấu hiệu hai là gì, dấu hiệu đau và các bạn sẽ thấy là sao, tắc càng cao thì càng gặp càng nhiều đau. Dụ đây đây là hình ảnh của gì, bóng đôi, các bạn sẽ thấy đây là cái dạ dày, đây là D chúng ta chúng ta chạm duodenum đó, đây là hình ảnh gì ruột non nó giãn, cái cột sống các quai đấy, có nghĩa là sao, mình phải tập một thói quen là gì, khi có một cái siêu âm ấy, mình phải xem là xem chủ yếu xem các cái hình này đấy, không phải là xem kết luận à, kết luận tất nhiên là sẽ rất quan trọng, nhưng mà sao người ta đọc ra bảo bóng đôi dạ dày hay là bóng hình ảnh bóng đôi chẳng, thì mình cũng phải sao xem cái hình ảnh người ta chụp được có đúng hình ảnh bóng đôi không nhá, hay người ta bảo dạ các quai ruột nó giãn đấy, thì mình phải xem cái hình ảnh như này chẳng, đấy có đúng là nó giãn hay không. Về lâm sàng, lâm sàng của người ta sơ sinh thì nó cũng giống như là người đó là gì, khóc thét từng cơn, nôn bi trung đại tiện. Thì ở trẻ sơ sinh nó không biểu hiện là gì, nó không nói được cho mình đau bụng cơn hay nhạt cả. Đấy. Thì nó sẽ chỉ biểu hiện lâm sàng về hai cái, một là gì không ỉa hoặc là chậm ỉa phân su, không đại tiện hoặc chậm ỉa đại tiện phân su, có thể là sao nó chỉ đại tiện ra một cái gọi là kết thể nhầy trắng, kết thể nó không có dịch mật mà nó xuống. Tất nhiên cá biệt trong một số trường hợp như là tắc tá tràng mà trên bóng vate thì có hiện tượng là sao, có vẫn thể có vẫn có hiện tượng mà cái dịch mật nó ra lưu thông dưới này, vẫn có hiện tượng, có thể có hiện tượng gì đại tiện phân su. Đấy, triệu chứng thứ hai hay gặp là nôn chớ này nhá. Tất nhiên vì có thể đầu tiên là sao đến sớm thì có thể là thay là tắc cao này nhá, có thể là nôn nó chỉ là dịch dạ dày hay dịch mật thôi. Nhưng mà muộn hơn làm sao, có thể là sao, có thể cái là nôn là dịch phân. Về thực thể các bạn sẽ khám thì có hiện bụng trướng đấy, và tôi phải nhắc lại nữa là khám các cái đứa trẻ sơ sinh là rất khó cho sinh viên đấy. Nhưng mà các bạn cũng thể khám được các dấu hiệu như là bụng trướng, dấu hiệu quai ruột nổi đấy, và đánh giá các cái dấu hiệu về sông dạ dày rất quan trọng. Đánh giá về gì, về số lượng dịch sông dạ dày ra, về gì, về màu sắc dịch và thăm khám về hậu môn trực tràng, đánh giá xem là vị trí nội hậu môn như nào, có lỗ giò phân hay không, hậu môn bình thường hay không, và thăm bằng thăm tất nhiên không phải thăm bằng ngón tay được, không phải thăm hậu môn bằng ngón tay giống như là người lớn trẻ lớn được.
mình sẽ thăm bằng cái sông thì có mấy bệnh cảnh. Thứ nhất là sao, sông chỉ vào được một đoạn thôi, có thể trong bệnh cảnh bị teo trực tràng. Hay sông nó vào sâu ra phân ra rất nhiều, đứa trẻ bụng đỡ trướng phải dấu hiệu thao cống thì bệnh sẽ nghĩ đến cái bệnh này, bệnh gì, bệnh dạ dày tràng bẩm sinh hay bệnh Hirschsprung Y6 chúng ta xem. Hay những trường hợp vào sâu nhưng không phân ra chỉ có cái thể nề trắng đây, nghĩ đến bệnh cảnh gì, teo ruột. Toàn thân cũng như là ta tùy theo thời gian, đến càng sớm thì sao càng ít các rối loạn, đến càng muộn thì có thể rối loạn mất nước, sốt, rối loạn hô hấp. Ngoài ra phát hiện các dị tật phối hợp. Về cận lâm sàng, tất nhiên xét nghiệm ok là một cái rất quan trọng để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Cái thứ hai, khi mà chẩn đoán là tắc ruột thì các bạn phải ngay lập tức đề xuất một cái gì, cái quang bụng chuẩn bị. Cái quang bụng chuẩn bị các bạn sẽ thấy cái gì, thấy ngày mức nước hơi này nha. Tất nhiên y con bụng như vậy này phải đầy đủ các cái tiêu chuẩn đấy à, của một cái y con bụng hiển thị đấy à. Bệnh nhân thông thường sẽ là tư thế gì tư thế mình sốc nách bệnh nhân này đấy à, để cho nó tư thế đứng giống như người lớn đấy à. Là gì cho nó nằm nghiêng đấy à. Thứ hai là sao, thời gian phải đủ, không phải là mới đẻ ra mà mình cho bị chụp luôn, chụp ngay đấy à. Mình phải đợi à, nó đủ 6 8 tiếng thì đi chụp. Thì có cái hình ảnh này, ví dụ đây là hình ảnh gì, hình hai mức hơi là rất điển hình của tắc tá à, một mức hơi của dạ dày, một mức hơi của tá tràng. Đây là hình ảnh gì, rất nhiều các mức hơi của ruột non à, trong hình ảnh đang người ta tắc ruột non do nguyên nhân là sao, teo ruột non. Số trường hợp sao ổ bụng rất là mờ đấy, do là sao nó viêm cái mạc bào tai, rất nhiều dịch trong bụng đấy. Cái à, cái cận lâm sàng thứ hai là gì, là chụp đại tràng có thuốc à, mình có thể thấy rằng sao cái đại tràng nó nhỏ có thể thấy vị trí tắc của đại tràng trong ngày gì, trong phình đại tràng là cái manh tràng lên cao hơn bình thường, nó nằm ở hố chậu này, manh tràng nó cao hơn trong bệnh lý gì, trong bệnh lý ruột quay rửa da. Cái thứ ba là mình là sao, mình có thể làm một cái chụp lưu thông ruột à. Chụp lưu thông ruột sẽ được chỉ định trong trường hợp nào, trong trường hợp mà nó tắc không hoàn toàn à. Vậy thế nào là tắc không hoàn toàn à, các bạn sẽ phải đặt câu hỏi ra à. Tắc không hoàn toàn ra đứa trẻ là sao à, bụng trướng à, có nôn chớ, có đặc sưng dạ dày, có da dịch xanh dịch vàng nhưng mà nó ra ít thôi, thì ra bệnh nhân vẫn có đại tiện nhưng mà bụng vẫn trướng à, thì mình nghĩ đấy là sao à, tắc không hoàn ví dụ như trong trường hợp này các bạn chụp lưu thông ruột tùy theo cái thời gian mình mong muốn thì ra để mình xem vị trí tắc đâu. Ví dụ để chụp lưu thông ruột các bạn sẽ thấy cái hình ảnh như là hình ảnh này, quay rõ ràng này thấy chưa à, hình ảnh cái tá tràng bên lên dạ dày này, tá tràng này. Bình thường tá tràng nó phải sang đâu, sang bên trái này thấy chưa à, thì góc trái nó xuống à, tá tràng thì chữ C này à. Thì cái hình ảnh tá tràng nó hình xoắn xoắn này, hình hình xoắn vỏ táo này, rất điển hình của đây, rồi quay rõ ràng à. À, như trong trường hợp này thấy chưa à, người ta đã bệnh nhân đã sau mổ với các tá tràng này. Các bạn sẽ chụp lưu thông ruột của cái dạ dày rất là giãn vậy à, thuốc đến tá tràng dừng lại vậy nha, thì nghĩ là sao có thể bệnh cảnh của cái gì đấy. Siêu âm thì sẽ chỉ định mình sẽ thấy được các hình ảnh gì, coi ruột nó giãn nó tăng nhu động hay không à, có dịch ở bụng hay không à. Ví dụ đây à, siêu âm mình sẽ đánh giá này, cái môn vị phì đại này, trong hẹp phì đại vị này. À, còn đánh giá thấy hình ảnh ruột đôi này. Ngoài ra có thể thấy gì, các dị tật phối hợp như giãn đại về thận này. Như vậy là sao, về mặt lâm sàng của tắc ruột sơ sinh này, không phải khó à. Đứa trẻ là sao sau đẻ nôn chớ nhiều, mình phải nghĩ đến là tắc ruột sơ sinh.
hay là sao nó có chẩn đoán trước sinh rồi, phải loại trừ được, tìm được các nguyên nhân mà sau sinh của nó là gì, hoặc là gì đứa trẻ chậm giảm phân su, mình cũng phải đề phòng xem tác dụng này không đó. À, có ai hỏi gì về phần lâm sàng không? Lâm sàng và cận lâm sàng của tác dụng sơ sinh. Có ai hỏi gì không ạ? Alo? Alo? Mạng lại đưa rồi. Có ai hỏi gì không? Chắc là các bạn không nhỉ? Ôi, giảng lâm sàng à, giảng online này chán nhỉ? Chả có một cái cảm hứng này. Chả biết có nghe không muốn chả. Không có hay kia. Ok. Thôi, coi như lâm sàng các bạn đã nắm được rồi. Được chưa? Thì sẽ điểm sơ qua một số các nguyên nhân gây ra tắc ruột sơ sinh. Đây là điểm nhé. À, còn đâu thì như đã nói ngay từ đầu là gì, mỗi một nguyên nhân nó là một cái bài rất rất lớn để sau này các bạn sẽ học, ví dụ tắc tá tràng sau này phải cao học chuyên môn các bạn cũng được học nhé. Đấy, hay là gì tập trung trực tràng I6 các bạn được học nhá. Một số nguyên nhân là, ví dụ là gì từ trên xuống tất nhiên mình sẽ không kể các nguyên nhân của thực quản, các nguyên nhân của gì của dạ dày, từ tá tràng trở xuống là gì tắc tá tràng thì sẽ phân làm hai nhóm này đó, nguyên nhân bên ngoài và nguyên bên trong. Đó. Bên trong là ví dụ cái tá tràng nó bị gián đoạn này, do là sao, do teo teo có màng ngăn đây chẳng, hay teo gián đoạn đó. Hoặc là sao teo cách đoạn này. À. À. Nguyên nhân bên ngoài có một số trường hợp ví dụ như là gì, đây là kìm cái động mạch, kìm động mạch. À. Hay là sao cái tĩnh mạch cửa nó đi trước, nó chèn ngang rồi à. Hay là ta hình tụy nhận à. Về teo ruột à. Đây à, nó sẽ trong sách cũng có ghi đầy đủ hết rồi đấy à. À, có thể teo do màng ngăn à, hoặc là do dây teo thành cái đoạn dây sơ đây, hay teo khuyết này. Hoặc những trường hợp nặng hơn có thể teo gián đoạn nhiều đoạn, teo xoắn sai có à. Hoặc là gì? Một cái bệnh cạnh cũng thường cũng thỉnh thoảng có gặp đây là ruột quay không hoàn toàn hay là sao, ruột xoay dở dang hay là đấy à, hay xoắn tung tràng à. Trong sách cũng đã ghi đúng bình thường sao à, cái góc toilet nó phải nằm ở bên trái, bánh tràng nó sẽ cố định bên phải, cố trụ phải à. Tại vì một cái ruột nó không quay hết phải chưa, cái bánh tràng nó sẽ lên cao rồi à. Cái tá tràng cái góc toilet nó xu hướng nó sang bên phải à. Đấy dẫn đến là sao, à, nó sẽ xoắn xung quanh cái trục mà treo của nó. Thì hoàn toàn cái điều này rất là nguy hiểm, có thể làm sao nó có thể gây tạo thành cái dây chằng lát chèn ngang qua gây ra tắc tá tràng, hoặc cái gì nó xoắn ruột. Những trường hợp là sao, viêm phúc mạc bào thai. Nguyên nhân là sao, ruột nó thủng ở trong thực quản thai à. Hay là sao các nguyên nhân như là dây chằng bẩm sinh do di tích của các cái ống rốn tràng, hoặc các cái dây chằng hay các khối u bạch huyết ở trong ổ bụng nó chèn ép à. Thì đấy là những nguyên nhân à. Hay một cái nguyên nhân cũng khá là thường gặp khi các bạn lâm sàng là do phân su à. Có nghĩa là sao, phân nó quấn cục ở cái đoạn cuối của tràng vậy, làm cho hơi và dịch tiêu hóa đến nên nó không lưu thông được. Đấy, cái nguyên nhân này cũng khá khá hoặc là gì? Thì sau các bạn sẽ học được thế là gì? Đi tập hormone trực tràng. Không có lỗ hormone, không có đường dò ra, được chưa? Không có dò phân ra và đường tiết niệu hay là gì? Không có dò phân ở nữ giới thì sao? Trực tràng với cả đường gì? Âm đạo, được chưa? Đấy. Phân nó không thoát ra ngoài được để gây ra bệnh cảnh gì các cuộc sơ sinh hay các nguyên nhân cái giãn này bẩm sinh, các nhiễm khuẩn sơ sinh gây ra liệt ruột à. Về mặt phác đồ hay chẩn đoán các bạn cứ làm đúng theo này à. Ví dụ
một đứa trẻ chậm vung đại tiện phân su phải nghĩ đến tác dụng sơ sinh, đứa trẻ sơ sinh mà nôn rất là nhiều phải nghĩ đến, hay bụng trướng phải nghĩ đến tác dụng sơ sinh, các bạn phải thăm trực tràng, nếu thấy dấu hiệu cáo cống thì sẽ nghĩ đến cái bệnh lý gì, bệnh lý giãn đại tràng bẩm sinh hoặc là sao các nút phân su, và nếu mà thấy cái thể nhầy trắng thì nghĩ đến gì, thì các bạn sẽ chỉ định những cái chụp X-quang bụng để ra thụt tháo hàng ngày để xem là nó có đáp ứng không. Thế về mặt điều trị thì tất nhiên là đã sơ sinh thì rất là khó, phải phối hợp rất là đa chuyên khoa kể cả bác sĩ sơ sinh, bác sĩ ngoại, sĩ, nhi phải ra bác sĩ hồi sức thì mới có thể điều trị bệnh nhân sơ sinh được. Nên là chính vì vậy ở ngoài miền Bắc này nó chỉ có một hai trung tâm mổ được sơ sinh thôi, ví dụ là bên Việt Đức chỗ bọn mình hay là bên Nhi Trung ương là chủ yếu là nơi mổ sơ sinh ở ngoài 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 miền Bắc này, còn đâu thì ở một số tỉnh thì có mổ nhưng mà phải là những đứa trẻ lớn cân hoặc là người ta phải có trung tâm sơ sinh rất là mạnh. Điều trị về mặt tùy theo nguyên nhân mình sẽ xử lý để tra ví dụ tắc tá tràng nguyên nhân là gì, mình có thể cắt nối hay là cắt màng ngăn được chưa, vụ cắt nối hay là cắt màng ngăn teo ruột thế tùy theo nguyên nhân mình sẽ cắt nối nối tận tận hay nối bên tận bên hay là sao nối mà hay đưa hai đầu ra ngoài hay là nối tận bên xong đưa cái đầu chiếc ra ngoài gọi là bisuccut. Một số trường hợp mình sẽ phải làm sao tạo hình nhỏ lại cái đầu ruột để nó giảm áp đấy, trong trường nát ấy, mình phải làm sao mình phải dính toàn bộ đưa cái tá tràng cóc lét ấy sang bên phải đưa cái đại tràng sang bên trái tùy theo nguyên nhân mình sẽ tóm lại là sao tùy theo nguyên nhân sẽ xử trí thấy thôi có ai hỏi gì bài này không ạ, alo à, chắc các bạn không có câu hỏi gì đâu này ạ. không có câu hỏi gì tôi nghỉ nha, bài hết rồi. Cảm ơn thầy. Dạ vâng, chúng em cảm ơn thầy. Chúng em chào thầy ạ.